độ cốp điện trên xe CX5 và những dòng xe mà không có cốp điện thì hiện tại bên trung tâm nội thất AutoCare bên em sẽ đáp ứng được nhu cầu đấy của mọi người, đều mở bằng chìa khóa zin và đóng chìa khóa zin. Mọi người cần tư vấn thì hãy liên hệ bên trung tâm nội thất AutoCare qua hotline 0788825999. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip bên em.